đúng là anh có mượn ba cái chìa khóa con lấy không, cái này chìa khóa điện rồi nè 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 thầy cho con mượn chìa khóa không nè nè phải chỉ cho nó tới hai lớp rồi còn lớp trong nữa cái này vô cái mặt vô kéo mạnh vô tay mạnh vô nè phòng cái gì chắc nửa tiếng đồng hồ quá lớn ừ xé đi xé hết luôn đừng đó xé luôn luôn ừ rồi xé hết hộp luôn nhưng mà đừng có dắt về được dắt về là tàn cắt tay luôn á nữa xé tốt đằng kia nữa không có lấy ra được xé đi cái này phải tổ chức sinh nhật mới được cái này đúng sinh nhật mới đúng ông cái này phải đi wow đây là bạn lưng hôm nay là độ dày 13.700 nha các bạn đây rồi mạnh lên đúng rồi đúng rồi phải đè rồi xé nắng lên vậy mới đọc hộp đúng rồi còn lớp nữa thôi còn lớp nữa dây nó trong chọn mò lấy con dây nữa còn dây nữa mò trong lấy đi đúng rồi còn cái con dây đen nữa đâu còn cái con dây đen thì nhớ là còn cái con dây đen nữa vậy là chắc là nằm trong bịch hay sao rồi nói nào rồi rút dây ra giải tán giải tán đây 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 rồi quăng đi ô đây quá quăng đi đâu nữa để cho đây đúng rồi phải chỉ nha bạn ấy là phòng gần xong luôn vậy đây quăng đi đâu rồi giải tán rồi đây.